Chỉ cần ba từ được nói ra hồi tháng 7, Chris James đã xây chắc vị trí trong lòng cổ động viên Chelsea, thậm chí có thể xem là bước đầu tiên để anh trở thành tân đội trưởng mùa này. Đó là khi một người dùng đặt câu hỏi trên mạng xã hội Twitter, nay là X, rằng anh có đồng ý đến Arsenal không? Hậu vệ phải người Anh đã trả lời ngắn gọn, tôi nói không. Câu chuyện xảy ra từ 30 tháng 6 năm 2023 đúng vào ngày Chelsea đạt thỏa thuận bán Mason Mount sang Manchester United và chỉ hơn một tuần sau khi Kai Havertz cập bến Arsenal. Đó là thời điểm nhạy cảm vì đội bóng áo xanh liên tục bán người cho các đối thủ. Hơn hết, lại là giao dịch với kình địch cùng thành phố Arsenal. Lúc này, đội bóng áo đỏ trắng đã hồi sinh kể từ cuộc khủng hoảng cuối thời Arsene Wenger. Họ trở thành đội bám sát Manchester City nhất trong cuộc đua vô địch ngoại hạng Anh. Họ trình làng lối đá cơ động, giàu sức sống từ các cầu thủ trẻ và một huấn luyện viên quyết liệt theo đuổi triết lý bóng đá đẹp. Mùa trước, Arsenal về đích thứ hai, trong khi Chelsea xếp dưới 10 bậc với 40 điểm kém hơn trong mùa bóng tay máu triệt đối thời tân chủ tịch Todd Bowley. Arsenal mùa trước được xem là tập thể đẹp nhất kể từ đội hình bất bại mùa năm 2003 đến năm 2004, trong khi Chelsea bệ rạc nhất kể từ khi Roman Abramovich mua lại câu lạc bộ năm 2003. Trong suốt 20 năm qua, chỉ 3 lần họ chịu xếp dưới Arsenal như vậy ở ngoại hạng Anh. Cũng trong khoảng thời gian tươi đẹp đó với tỷ phú người Nga, London là màu xanh. Họ giành 2 Champions League, vô địch ngoại hạng Anh 5 lần. Những năm tháng đó, Arsenal gắn với biệt danh những đứa trẻ của Wenger liên tục bị những Didier Drogba, Eden Hazard hay Diego Costa bắt nạt. Những cầu thủ Chelsea chuyển sang Arsenal thời đó hầu hết đã tỏa sáng trong màu áo mới. Giai đoạn đỉnh cao của Chelsea, họ thường xuyên khiến Arsenal ôm hận với những tiền đạo cao to như Drogba, Sanh hay Costa. Nhưng xu hướng này đảo ngược trong năm 2023. Ông chủ Bowley rất hạnh phúc vì giải tán được Jorginho cùng Havertz, hai người nhận lương cao nhất đội bóng và là tàn dư của triều đại Abramovich. Nhưng cả hai trường hợp này đều phù hợp với triết lý của huấn luyện viên Mikel Arteta ở Arsenal. Trong đó, ở tuổi 24, Havertz còn cả tương lai trước mắt. Khi không chuyển nhượng cầu thủ cho nhau, các đại kình địch tranh mua cầu thủ với nhau. Thất bại trong thương vụ Moses Caicedo, Arsenal dồn toàn lực mua Declan Rice. Rice là sản phẩm của học viện đào tạo Chelsea, từng được ngưỡng mộ bởi các đời huấn luyện viên Frank Lampard và Thomas Tuchel. Arteta sau đó sử dụng Rice đá cặp với Jorginho trong chiến thắng 1-0 trước Manchester City khiến người hâm mộ Chelsea dậy sóng trên các diễn đàn. Mikhailo Matvich là một trường hợp tương tự nhưng theo chiều ngược lại. Bowley đã rất vui vì hất tay trên cầu thủ người Ukraine này trước mũi Arsenal với giá 107 triệu đô la Mỹ. Nhưng anh chưa bao giờ tỏa sáng đúng với mức giá này. Một số trường hợp duyên nợ khác phải kể đến Eddie Nketiah, học viên tại Cobham năm 16 tuổi trước khi sang Arsenal, hay Gabriel Jesus, mục tiêu của Chelsea hè 2022. Raheem Sterling cũng là cái tên đáng chú ý khi anh từng làm việc chung với Arteta ở Manchester City và rất ngưỡng mộ ông thầy này. Hoặc David Raya, thủ môn mới của Arsenal, nằm trong danh sách thay thế Kepa Arrizabalaga hè năm ngoái, trước khi huấn luyện viên thủ môn của Chelsea tư vấn chiêu mộ Robert Sanchez. Dù liên tục làm rúng động bóng đá châu Âu những kỳ chuyển nhượng vừa qua bằng loạt thương vụ bom tấn và mức phí trên trời cho các tân binh chủ mới Chelsea.